Chào tất cả anh em nha. Nay em sẽ quay review cho anh em xem hai con máy. Một con là Yanma F5 E với một con là Mitsubishi 85. Con này con kia em đăng lên là bán rồi nha cho anh em. Rồi con này em quay thêm con này cho anh em trên nguyên con này. Có chiếc con lần trước là bên em mà là bán rồi. Đấy. Con này cũng là Mitsubishi 85 luôn. 8HB. Đấy, hai con này Yanma F5E. Đấy. Máy còn mướt nha anh em, bó nhớt nè, mới nè, nắp che heo. Rồi em bữa chưa quay về thôi cho anh em mình xem, vậy anh em là tự biết là đánh giá con máy như thế nào ha. Đầu đen đầy đủ đó, lóc công suất của nó là 5,5 HP, 2000 tua. Đây nắp vuông, nắp cò ha, mới cơ, sơ rin nha anh em. Đây. Còn lại sơ rin 100%. Đây con là Mitsubishi 85 8 ngựa. Con này đẹp hơn cái con đợt trước nha, ken hơn chút. Đây ha, bóp lửa luôn nè, bôi bó lửa còn ken nha, lắp đó. Đây 8HP nè, trên 2200 tua. Đây bộ e ha, bộ e còn mới nào nữa. Ừ cái nhớt là anh em ha, mấy ken luôn. Rồi để em sẽ nhờ anh thử test nổ nha. Đã nổ rồi, con nào trước cũng được, con này đi, nổ con Yanma F5 này chứ. Hơi bao khó cho anh em khoảng 1 năm để nấu lên ga rồi. Con này anh em mua giờ mình chạy bơm nước nè, chạy phát điện được hết nha. Thì nhu cầu anh em sử dụng hàng ngày thôi. Anh em nào chạy nuôi tôm rồi chạy cũng con này cũng khá là lợi dầu nha anh em. Công ty cái này là anh em chạy cái ngày luôn chứ hết dầu. Thank you.
nắp luôn nè. Cái dòng Mitsubishi là anh em cũng biết rồi ha, chạy là bao lợi dầu luôn, rất là bền luôn nha nè. Hai con rồi, bữa có anh em yêu cầu quay con Kubota E7 mà có đời thì đây đây nè em, có em quay cho anh em mình xem sơ lược qua nè, có đời luôn, móc vàng E7 không, Kubota E7 có đời đó. Nó là 7,5 ngựa nha, 7 đến 7,5 ngựa. Rồi. Rồi anh em nào ưng con nào thì anh em cứ liên hệ qua số điện thoại 0913 948716 hoặc là 0972547272 nha, để biết giá cả nha anh em. Anh em nào muốn tới cửa hàng xe máy trực tiếp thì có thể đi qua địa chỉ là 207 quốc lộ 56 đường Hùng Vương, thị trấn Ngai Dao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha. Rồi anh em nào mà có Zalo thì anh em comment cái số Zalo ở dưới phần bình luận nha, em sẽ kết bạn với Zalo anh em mà quay có thể là báo giá trực tiếp qua Zalo cho anh em mình biết. Rồi bây giờ em xin kết thúc video tại đây nha. Đó, anh em nào quan tâm đến kênh của anh thì cho em một like, một share và nhớ đăng ký kênh em để theo dõi những video mới nhất nha anh em. Rồi chào tạm biệt tất cả anh em nha.